Thank you.
นพ้นแกคนหลบเนี่ยเป็นห่อได้ไหมเป็นห่อนะโอ้ยแกต้องไปดีของขอที่ถือว่าออกไปมันก็อันคอยคอยไม่ได้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 
Nhà em có đâu mà để người ta trộm được à? Nhà em ở phía trong kia đấy, nóng quá nên là mấy hôm nay toàn đi vào trộm đồ ăn này. Hôm nay bắt đầu trộm gà, may quá gặp anh ở đây, rồi em xử lý. Không là chắc nhà em trộm. Chứ lấy phải bảo lái nhà không ngoài rồi, để mình trộm con mình trộm được, không ai phát hiện. Hay quá, có anh giúp đỡ em, hay cho em về vào lấy nước không nhỉ? Đấy, xem một cái số của em này nhé. Nhà thôi, anh
đào cho nó thẳng trang trại được. Mời em nữa. Của em là không có ai ở đây gần đây thì con rất mệt đấy. Xung quanh toàn người mấy mà lắng sáng con nó mệt lắm. Thế là cái nhà em cũng không làm được gì. Mấy đứa trẻ nó ăn dọc là trên mình đấy cũng nó không rửa đâu. Mấy đọc mình làm rồi, nay lại gặp nó là bắt đầu nó trộm đấy. Em phải cảnh giác những cái gà chết thì em không ở nhà ấy, em hay kiếm hàng bán. Anh ở bên Hà Giang, anh đi lại ở đây suốt. Anh xin phép anh về nhé. Về à? Hay ăn cơm ở đây. Rồi anh về, anh cảm ơn. Nào anh đi lại, anh đi lại. Nào vào chơi nhé. Em cảm ơn anh nhé.